Ok, hôm lên em, tranh thủ nghỉ trưa anh mở lên Steam, lướt lướt coi có gì không. Lúc sáng thì tôi có đọc thông tin về một con game mà cũng khoảng một năm trước rồi, đến giờ không nghe tin. Một dự án của mà sinh viên Việt Nam làm ở cú phá tốt nghiệp. Đó là game dễ thần. Thì mấy cái bài đăng này tôi thấy là chắc cũng của năm ngoái tới giờ. Tên thử. Đây, truy cập vô thử anh. Đây là trang Tempest, trang này thì chắc mới dựng gần đây thôi. SteamDB chưa có thông tin gì về trang này luôn. Dự án thì 2024. Thì tôi nhớ tôi đọc cái dự án này lần đầu tiên là tầm tháng 3, tháng 4 gì đó, của năm 2023. Tức là cách đây cũng 16 tháng rồi. Thì nếu như tính luôn thời gian tốt nghiệp thì tôi nghĩ dự án này cũng đã được 2 năm tuổi rồi đó. Tới 2024 thì cũng 3 năm, đầu tư rất là chỉnh chu chuyên nghiệp luôn. Coi thử cái trailer game trước khi mà bắt đầu vô ha. Đây, nhạc rất ấn tượng nha. Core Studio à. Tiếng Việt rất là chính chung luôn. UX UI là đẹp. Không đồng bộ nhau nữa. Đây là 52 giây của trailer. Thì sao mà đầu tiên vô tôi thấy là Core Studio ta. Đấy. Nhạc dạo ban đầu là đậm cái chất châu Á mình luôn. Nói thẳng luôn là đậm chất Việt Nam á. Rất là ấn tượng. Về đồ họa thì cũng rất là đẹp. Chỉnh vô. Dòng Buffalo. Dòng Buffalo tôi nhớ hồi trước Liên Minh hình như có một đội tuyển na ná như thế này á vậy. Cách đây cũng gần chục năm là không rõ lắm. Core Studio mà ở đây để dòng Buffalo. Thì tôi không biết có nhà phân phối hay nhà phát hành gì không. Thường là họ để hai cái tên này giống nhau. Thì game này mới lên Steam thôi, chưa có thông tin gì hết. Team Fest thì đã lập ngày 16 tháng 5, cách đây 3 tháng. Thì gần đây cũng update khá thường xuyên. Mới có add vô mấy hôm số chỉnh chu vào ngày hôm qua. Giờ hôm nay chắc là review cái bản demo lần đầu tiên á. Đây. Steam Việt. Cái đề 5 tiếng thôi, mở thêm rất là nhiều thứ vô. Thì con game này là một đồ án tốt nghiệp của sinh viên hay gì đó. Thì tính ra cũng trẻ hơn tôi gần chục tuổi đó. Đây. Trần Xuân Lộc, Đại học Kiến trúc Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đẹp thủ khoa chuyên ngành thiết kế đồ họa này luôn. Đợt dịch thì thanh niên này nghĩ ra ý tưởng rồi phát triển game đó luôn. Đây nè. Thì đây là cũng tác phẩm cũng tham khảo mà khá nhiều mấy con game hơi dòng 2D nổi tiếng á. Hades thì nó không đơn thuần là 2D, nó góc nhìn xuyên hơn chúng. Còn Hologanai thì tôi nghĩ là lấy ý tưởng khá là nhiều. Blade Mode thì nó đậm cái chất mà máu me với bà tôn giáo dữ lắm. Baphomet hình như chuẩn bị ra phần 2 vào tháng này luôn á. Đó, cũng tham khảo một số ý tưởng thời cổ luôn, Mega Man, Super Mario. Thì đa số là dòng game 2D thôi. Đây nè, Hologanai được lấy ý tưởng rất là nhiều. Đây là cái thông tin từ chính chủ nhà phát triển luôn. Sau khi mà phát khảo khá nhiều cái ý tưởng thì cuối cùng chốt ý tưởng này. Phối màu thì chủ yếu là màu vàng với màu xanh. Xanh này tôi nghĩ màu của Dương Trúc. Màu vàng thì đương nhiên là cũng là đặc trưng của Việt Nam mình rất nhiều rồi. Màu của đất đai nông nghiệp, lúa, lúa nước. Nhìn cái này anh em nhớ đến cây lúa liền thấy không? Rừng tre, rừng trúc lúa. Màu game thì tông rất chỉnh chu nha. Đây. Cái bách giao nó hơi nổi một tí. Thật ra mà làm bách giao á thì nó chỉ cần nổi hơn cái này chút xíu là được, không nên chìm quá. Còn nếu như nổi quá thì gây phân tâm cho người chơi rất là nhiều. Đây là một số cái nhân vật được thiết kế nè. Hồ đồ họa hầu hết là do vẽ tay mà ra. Thì tôi không biết họ có. Đây, có support ngôn ngữ tiếng Việt. Thêm cái language vô. Những game mà có ngôn ngữ thêm language vô ra. Khám phá vùng đất thần thoại của thiên giới, diễn kiến chiến đấu những gì thần quen thuộc trong dân gian như thánh giống sơn tinh. Có thể tin không? Tiêu diệt quái vật, bảo vệ chúng sinh là lập lại cân bằng cho tam giới.
tất cả có trong vệ thần trò chơi lấy cảm hứng từ các lần hội Việt Nam. Thì 2024 mấy cái dòng này thì ở trên nó đã đưa hết rồi nên không nên để xuống đây đâu. Có luôn cái yếu tố giải đố trong game lần nha. Sản phẩm đầu tay của mà studio này mong muốn giới thiệu văn hóa cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Thực ra đấy có bản demo thì không còn sơ khai nữa, cấu hình cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cơ bản này là game 2D. Thì sơ thảo sơ qua thì anh em sẽ thấy cái đồ họa rất là đặc trưng của Việt Nam. Cái này giống mà dân miếu Quốc Tử Giám không? Tôi cũng không ở miền Bắc nên không biết, nhưng mà trên mấy cái clip thì thấy đi thì có thường có cụ rùa, nhưng mà trên lưng có cái bảng. Cái này giống cái bảng khắc chữ nè, nhưng bây giờ làm giống ở đây à. Dân miếu này, cái này thì là cái gì đây? Có nhảy lên chém ở dưới nãy rồi. Thì tôi không chơi game 2D nhiều nên cũng mà chưa biết mấy cái cơ chế combat này. Cái này hơi khó nhìn tí nè. Đồ nó không có nổi lên trên background nhiều. Cái này để cảnh nền quá nổi rồi. Cảnh nền thì có rất là nhiều lớp, anh em để ý một lớp sau nè, một lớp trúc nè, tới một lớp trúc này gần hơn tí. Cái này là lớp gần nhất. Thậm chí trước mặt mình cũng có một lớp nữa. Cái này thiết kế nhìn thì rất là đẹp nhưng mà không chuẩn chỉ thì rất là dễ lạc lối luôn. Như tôi nhìn mấy cái lá cây này tôi biết nó ở ngoài sao, nhưng mà nếu như nhìn không kỹ thì nó rất là gói. Đây nó nè, tôi bot rất là hoành tráng nha. Hiệu ứng effect đầu animation đầu thì phải vô game mới biết được, nhưng trước mắt là đồ họa là ấn tượng rất là tốt rồi đó, giống chưa bé chế mà học. Game này có tên là Vệ Thần, tham khảo rất nhiều ý kiến từ con Hologanai. Đây là cái bản là UI nè, UX UI thiết kế kit nó gọi là cái hút trong game á. Trong game là những cái này mới render video, hút trong game là những cái như thế này nè. Thì đây đầu tư rất là chỉnh chu chuyên nghiệp nha. Hệ thống vũ khí và bản khiêu Nguyễn Ngọc. Đúng rồi, sinh viên đồ quả có khác. Chở bù cho tôi. Đây là các animation. Thì không phải là chỉ cần những tấm ảnh này ra đâu mà còn rất là nhiều cái step ở chính giữa nữa. Nên một con game mà nói về dễ tay á. Tôi nhớ bản tiếng Anh có mô tả dễ tay, để tôi bắt lại. Đây nè. Anh giao. Nên nếu đi dễ tay làm animation thì phải đầu tư rất là nhiều luôn. Đây dạng như cái biểu đồ để mà xây dựng cái trò chơi trên đó đó. Anh em nào làm game thì chắc sẽ biết cái này. Lên lốc khu vực thì khi mình đánh boss thì mình đi theo cốt truyện tiếp á, nhận được vật phẩm kỹ năng mới mình sẽ quay lại khu vực mới và tiếp tục mở phá khu vực đó nữa. Khi nào mà mở phá hết tất cả khu vực mình sẽ đi đến kết thúc bên đây. Giống quá trình mở phá thì mình có thể là chọn rất nhiều bước, như là hạ quái tích tiền để mua mấy cái vật phẩm nè, xong rồi tới hạ boss. Tôi nghĩ là phần đưa phần hạ boss xuống đây á, chứ mình đánh quái mình farm tiền tích tiền xong rồi mình mới đi đến boss thường đúng hơn. Thì nói chung đây là vẫn là cái quy trình đi vòng vòng thôi. Hoặc có thể mình đi xuống đây mình ghé nhánh qua đây, đi hết như này tới nhánh bên đây, xong rồi nhánh cuối rồi mình mới đi hạ boss. Đây là rất là nhiều hình ảnh trong game nè. Hình này đẹp mà sao không đưa vô cái đoạn mà. Đây đó. Screenshot thì 2, 4, 6, 8, 9. Mới chỉ như tiễn là 9 tấm ảnh có cái đọc thôi. Mày quên, nãy giờ lắp nhảm mà không thấy game ta. Rồi. Rồi cũng sẽ vô chơi thử cái bản demo này. Lúc sáng đọc trên mà Facebook thì giờ phát triển bảo là chỉ khoảng 30 phút đến 45 phút hay gì đó. Và tôi không chơi game 2D nhiều nên chắc chơi lâu hơn đó. Này dự án tôi coi trên một cái video game nào đó vào tháng 4 năm ngoái. Rồi, tranh thủ vô game thử luôn. Cấp bớt mới này đi. Bật thử FPS coi nó mượt không ha. Dòng Buffalo. Những cái nét chữ này cũng được đầu tư rất là nhiều luôn nha. Đây sản phẩm diễn tưởng, tên nhân vật tổ chức sự kiện đều là trí tưởng tượng của tác giả, sử dụng cách hư cấu không liên quan đến sự kiện có thật. Tiếng ngôn ngữ thì họ có hai ngôn ngữ luôn. Phiên bản 0.317 tức là 17 tháng 3.
nghĩ gì thôi. Game đã cho đang trong quá trình phát triển, thiết lập không có phần thiết lập đồ họa nha, chỉ có ngôn ngữ điều khiển âm thanh thôi. Cái này, cái icon này hơi bị gân cưa một tí nè. Nhạc thì nhạc rất hay nên đưa lên. Ủa? Thiết lập, từ nãy tôi bấm vô phần âm thanh, khi tôi bắt ra tôi bấm lại phần thiết lập nó lên nhảy âm thanh. Cái này là anh em lập trình là sai cái lớp laser nè. Khi anh em bấm quay lại thì nó remove luôn cái này. Nó không có hiện ra cái phần cài đặt nữa mà nó nhảy thẳng ra cái menu đó. Khi bấm vô thiết lập thì nó lại nhảy ra cái này, nó không thấy còn cái tùy chỉnh mà ba cái tùy chỉnh kia. Hiện tại thì tôi phải nhấn Escape đó, nó mới bắt ra ở đây. Đây là cái mà một cái lỗi bớt đó. Anh em để ý fix cái phần này nhá. Thì chắc không có anh em nào coi đâu. Nên chắc người sẽ liên hệ nhà phát triển luôn. Âm thanh điều khiển. Ô có tay cầm nữa. Thì đúp AFD, ách tắt. Trái phải chuột. Phần này chắc chưa được gì quá nè. Trên cái tương tác với nhau lúc thời cao là num bát 8, num bát 2 à. Tôi nghĩ là nhìn lên trên nhìn xuống dưới giống hai cái ký hiệu nè. Long tắp e, nhấn e. Ủa sao mà không nhấn e mà giữ e ta? Này là kêu chủ động. Có tay cầm luôn. Để tôi chơi thử bàn phím không được qua tay cầm cho. Đó là nút shift cách. Rồi ok. Game mới. Game này trong phát triển, trình phát triển là chưa phải phiên bản chính thức. Tôi bật FPS coi tí vô game coi sao. Này đúng như là một cái miếu luôn á. Đền thờ. Chữ hơi bị gân cưa tí nha. Tìm lát. Vệ thần, hãy thức tỉnh và đứng dậy. FF rất là tốt nè. Tôi thấy một viên ngọc rớt ra nhưng mà hình như nó bị mẻo một bên. Nhấn LX hoặc đúp AD để di chuyển. Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục. Rồi biết nhảy rồi. Thượng thiên kiếp, thanh kiếm dành cho những kẻ sẽ thay đổi vận mệnh của nhân gian. Tìm bốn vị thần trấn giữ linh lực. Linh lực ở đây là máu hay là cái gì? Mình nghe như một lời sấm truyền tiên tri gì đó, nhưng mà không biết có ai. Nhấn ít kép để mở một trang bị á, sao không dùng nút tab ta? Chọn vào vũ khí để trang bị. Đây là tất cả của SUI nè. Những cái chấm hỏi này tôi nghĩ chưa có trong demo đâu. Lục bạc, bản đồ, trang bị, thiết lập, vật phẩm. Trang bị, nhấn kéo hảo đây ạ. À, nhấn là tự vô. Chuột trái tấn công. Nguyên hoàng, tăng sát thương tối đa. Thiết lập, vật phẩm. Vật phẩm thì tất nhiên là chưa có gì. Bản đồ, gừng châm đốt. Cuộn chuột để phóng to, cuộn nhỏ. Chưa có gì hết nên bấm trả được đâu. Mình đang đây, gừng châm đốt. Ở đây là cung đình quá. Quả nè, thổ nè. Hai cái nồng là thổ, giữa là kim, màu xanh dương, này là mộc. Của thủy. Rồi, đi thôi. Nè, anh em thiết kế cái bách giao là nó hơi khó nhìn, người ta tưởng chỗ này nhảy được nè. Đó. Thực ra bách giao nó nổi quá. Lục bạc là bộ pháp, lướt đi trên mặt đất, thậm chí trên không trung là nhấn nút shift quá. Đó. Thì cái nãy cái trên này là trang bị là liên quan tới cái vũ khí của mình. Sau này không biết có giáp vọng hay là cái gì không. Thì tôi nghĩ là có hai cái vũ khí bên đây thôi. Còn lục bạc, lục bạc tôi nghĩ là kỹ năng mà chủ động. Đó, nhấn shift đi lướt. Thì tôi thấy ở đây có thể đeo được ba cái lục bạc nè. Gì đây? Sức mạnh là hiện thân của trách nhiệm và bảo vệ.
tương tác với bia đá để hồi phục học sinh mệnh cho sau lưu game, tức là cái điểm này điểm sếp á, hoặc là cái viên ngọc ở góc trái anh trên nè. Rồi mình đi qua cửa thôi. Loading game thì animation hơi đơn điệu một tí. Cường châm đốt. Chữ hơi cái mày này là hơi bị cân cưa một tí nè. Nhạc có cái chất lượng nha. Cái tôi thắc mắc không biết đây là gì nè. Rồi ship game. Có đọc chữ gì không? Không. Đập tường nhảy thì giống trong gốc man trời quái rồi. Thì tôi không thấy con quái luôn. Thiết kế này là cái nền nó gỗ à, cái nền nó hiện như mấy cái tre này rất là nhiều, nó hiện lên trước mấy cục đá nè, hơi khó quan sát tí. Lụm mấy cái hộp này được cái gì không ta? Ở dưới là có gừng trồng rồi. Hiện tại mình mới có một vũ khí thôi. Game này độ sáng hơi cao quá. Đi xuống dưới coi có cái gì không. Không, chỉ có trồng chè thôi. Tôi chưa thấy quái giai đoạn sao, chỉ mới thấy nó đi thẳng lại lao vô mình. Rồi mất một máu rồi, không thấy quái luôn. Nhân vật này thì làm hơi xu hướng hơi hiện đại một tí. Chặt được cái cây rồi, tương tác với môi trường đó. Vẫy gồng, thổi sức cây một vị thần của nước đã từng có vùng đất này. Có cái gì trong đó thì phải. Tính đâu ở đây có đường ẩn nha. Nhìn cái thiết kế cái lá chưa có kính. Tôi thử số 2, số 8 này. Không có tác dụng. Ê, ê, giật mình vãi. Xin chào, ta là Thổ Công, người trông coi những vùng đất. Ta chưa thấy cậu bao giờ, đang đi lạc à. Nếu như cậu 100 phách có thể tận dụng chúng bây giờ đấy. Mới 43 thôi. Có bán thiếu không? Thôi đủ không? Thì sau này có thể mình sẽ tìm nơi gặp thổ địa đó. Chơi chơi chơi. Đánh quái ra tiền nó rớt dưới vậy. Tôi ở dưới con đường để tôi đi thử. Rồi giật mình. Mất máu gì giật mình không à. Mình có thêm một cái ngọc bội hay là lục bạc nữa. Lục bạc đổi đất. Khi nhảy lên thì có thể đánh xuống. Kép. Ếch cộng nút nhảy. Sao ta? Ếch trước rồi nút nhảy sau mới được. Mình nhảy mình nhấn ếch không được nha. Kiểu này hơi khó điều khiển. Tức là mình nhảy lên mình nhấn nút ếch rồi nó nút nhảy lần nữa. Trong lúc giữ nút ếch mình nhấn nút nhảy lần nữa mới được à. Còn nhảy lên nhấn nút ếch không thì nó không tác dụng gì hết. Cái này hơi khó điều khiển. Khi mà phải dùng combo tận 3 nút. Trong khi mà mới bắt đầu game.
Tôi tưởng đống lá này có đường ẩn gì với nó chứ. Có cái gì sọc sọc đây nè. Đây là anh em nhìn thấy không? Cái này hình như là cái mà chưa có khích đưa đầu quả. Có đường ngang đây nè. Khi anh em tạo vật thể, anh em sẽ trồng cái lớp laser lên. Boss hả? Đừng nói vô đây gặp boss nha. Vẫn chưa quen được cái thao tác chạy chém xuống. Tiên tiên mấy con này kẹo quá ta, chết luôn, còn một máu à. Đủ 100 tiền rồi, hồi về gặp thổ công không ta, hay đi luôn. Không, quay lại bên kia cái đó. Thiết kế cái bụi tre ở đây thì nó phải có đường đó. Chết luôn. Không máu thì vẫn sống. Chắc là cơ chế rồi, kiểu nhân phẩm cuối cùng á, kỳ vọng cuối cùng á. Có cái đường ẩn nè, hồi phục chuyển hóa linh lực thành nguồn năng lượng hồi phục, gọi là ngọc sinh mệnh. Nhấn B hoặc E, ủa sao B, B là trên tay cầm, hoặc E để sử dụng ngọc sinh mệnh. Sử dụng thì sẽ tiêu hao linh lực, linh lực là cái bên đây, khi mình đẩy cái ống này sẽ lên linh lực. Đang nhảy mà gặp mấy con bay bay này có chịu thiệt. Đâm đi, đâm đi. Có tiền rồi này anh thổ công ơi. Trái phải hay là đi lên? Bản đồ. Bản đồ chưa coi được. Nãy giờ tôi chỉ thấy quái nó va chạm thôi, chưa có thấy quái nó chủ động tấn công mình hay đánh trả gì hết. Này chỗ nào đây? Có cần khảm một viên gì đó vô chứ? Có thường ẩn này không? Phá làng phá sớm. Nên làm cái hiệu ứng bám tường mà có ba cái khói bụi đâu ra nữa. Chết gớt luôn rồi. Chỗ này mình đi qua rồi phải không ta? Xuống đây nữa gặp thổ công cái gì á. Tôi mù đường rồi. Chỗ này nãy là mình lấy cái gì ở đây nè. Bây giờ gặp thổ công á. Những chỗ này đầu game đi vô mà. Chỗ mà khó nhìn gặp con quái đầu tiên à. Nãy mình đi chỗ này xuống nhớ rồi. Chỗ dưới này như đồ bụi gai. Game này nhớ map cũng hơi cực nha. Ơi ơi ơi. Xuống dưới.
Thành công rồi. Lại là cậu à? Không phải thằng khác đâu, không phải em đâu. Đây, cho đổi. Đúng thứ tôi cần rồi. Bản đồ khu vực hãy tận dụng tốt nó. Gọi là unlock bản đồ thôi. Cứ quay lại bất cứ khi nào để tìm ta. Nhưng mà quay lại lần nữa thì mình sẽ được gì? Cái này là cái pop-up hiện lên chưa có kính diện nè. Anh em nhìn thấy cái vạch sáng ở trên với bên hông nè. Nếu như làm gom lại thì có thể cách ra vài pixel hay gì, 2-3 pixel như thế này. Đây là cái bản đồ của rừng châm đốt. Nhấn tab để chia gặp nhanh. Đây, nút tab là họ để dành cho bản đồ. Đấy, không ổn. Khi mà nhấn nút tab lên, tôi dùng cái nút mà đúp AD, tôi tính đâu di chuyển cái bản đồ thì nó lại nhảy ở bản thiết lập này, do dính hai nút như này nè. Đó, mình đang đây. Cái đường này nãy mình đi rồi. Cái nhọn nhọn này có nghĩa là cái trong. Còn cái này là cái cây tre là cái gì đó. Đường này bị phá không? Đường ẩn không? Đâu, nếu như nãy cửa vào ở đây thì mình phải đi qua cái điểm này rồi. Ở đây có cái dấu gạch. Ở đây lại muốn một dấu gạch. Thì tôi nghĩ là mang theo cái đường ở phía trên bên phải đây. Không, tôi nghĩ là đi thử đường này đó. Lên một tầng quẹo trái. Ok. Vừa mới có cái tiếng gì sẹt sẹt đó. Ngon, đường trên nó nhầm đường rồi. Ủa đâu? Đường này nãy mình đi rồi hay vậy? Inbox, inbox. Vô không ta? Xếp game không? Game 2D thì tôi già lắm. Với là mấy con game thiên về hành động kỹ năng á. Già cả nhà tôi thì chơi khó. Cái gì? Chưa gì mất 2 máu, 4 máu của tôi rồi. Rồi, chuyển sinh luôn rồi. Chuyển sinh lúc phải tỉnh dậy đi. Chưa nhìn thấy mặt trời nữa. Chưa nhìn thấy được con boss nữa. Mấy cái này vẫn còn nguyên. Vậy là không cần đâu. Phải đi bộ rồi gặp boss à. Người đánh sau lưng bọn này. Nãy giờ chỉ mới thấy ba chủng loại quái thôi. Một cái măng tre nè, một cái nữa là con mũi, nhưng mũi vậy. Một cái nữa là cái con bự bự. Chỗ này mình vẫn đi lên được hết ta. Nó có gọi là rừng tắt được không? Kìa. Tôi nghĩ là phải có double zoom mới lên đó được thôi. Chứ tình hình hiện tại là không có cách nào đi được đâu. Ủa? Quan mạng quá. Lặp lại rồi. Nếu có thắc mắc diễn ra đang ở đây có thể nói là hỗn loạn, sinh linh trong khu rừng dạo này bỗng trở nên hung dữ nguy hiểm, chúng sẽ tấn công bất cứ ai khi nhìn thấy. Phía sau về khu rừng nên cẩn thận, những bia đá ở nơi nghỉ chân hồi phục nếu bị thương. Bia này được không? Không, bia này chắc bia chịu hồi thôi. Mình đẩy nó xuống dưới thì nó chết luôn rồi. Trong này còn gì không?
Nó trâu chứ gì. Cái hướng đánh là nó hơi sáng một tí. Thường mình nằm game á, có lâu lâu xuất hiện mấy cái sọc là do ghép hai cái Tetsuya xuống á, mới gọi là mấy cái lóc á nào. Là cái này là do ghép chưa kín nên nó còn dị giật mấy cái chấm ngang à. Chứ mình ghép kín vào á thì nó sẽ ăn khớp nhau. Thử đi đây ơi. Đi lại lần nữa thì ngoài tiền ra mình có tác dụng như nó không ta? Phía trên bên phải vẫn còn đường, vẫn có thể có đồ vậy đó. Lên mức cao nhất rồi không nhảy từ bên đây qua. Vậy giơ tay làm gì? Có cái ID mây sành giơ tay nựng nựng vuốt vuốt cái trụ nè, gọi là vuốt trụ á. Rồi mất máu nữa. Trong này có chỗ xếp chắc là để đi đánh boss. Ủa? Bên trên có đường. Mấy cái này dạng như bẫy trong nhá. Bây giờ xuống đây bước thẳng qua là đến boss. Còn cái khu bên này là như bị phá. Đây, nhảy thẳng qua luôn. Những nhảy qua kiểu gì được. Không lẽ đi vòng đường dưới. Ủa? Đi lên sao quá vậy? Đang lười không? Hồi nãy đủ 100 tiền cho mình cái bản đồ, giờ không biết có cho gì không. Tôi nghĩ xong con boss này là kết thúc demo. Lượm được cái đó kìa. Không biết là hồi lại được bao nhiêu phần trăm. Nó chưa hiện có máu. Trời á, cái trong đó mình tưởng nó gọi ra xong chứ. Chết hai mạng quan ước luôn. Đây cũng may là đi lại từ khúc này. Thank you.
gì á? Một phép chết luôn hả? Rồi không thấy quái. Nó đứng ngay bụi tre là tôi có mắt như mù luôn á. Tôi còn boss hết máu rồi. Ok. Quen đường này thì đi là nhanh hơn. Giờ coi kêu con boss trước đã. Nãy giờ hai lần lao vô ổng. Nãy đi vô đây nó đâm cái muốn chết. Tôi chỉ thấy nó cứ chiều tạo trong thôi. Đó, nó quỳ xuống. Đi bạn. Rồi sao nó không lao vô mình ta? Bỏ tay rồi. Rồi nữa, đụng quái nữa. Tôi lên lại sạc pin, sạc máu rồi. Dạ. Chỗ gì đen gớt mà đứng giữa đường. Đi lên đường kia thì sao á. Nhấn E để hồi máu mà nó đánh mình mất hai cục nên mình chịu hai hit rồi quay về. Khi mà đánh cái nhân vật mình nó có hiệu ứng tiến lên á nên khó mà né chiêu. Đã chém vài cái là nó dính vô quái luôn là mất hai máu này. Mình lao vô gần nó được không ta? Năm lần á, năm hoài vậy. Bấm lộn nút em. Tìm cánh cửa với lũ phía chiên ngọc tự lắp vào để kích hoạt cánh cửa. Mình đi bên đây thì phá được cái mà cái cây gậy đá để mở ra cổng. Boss thì cũng mới chỉ thấy nó có một chiêu duy nhất thôi, chưa thấy có gì nhiều. Đây. Nhìn giống quả cầu Pokemon đó ha. Nãy thì lao vô thử con quái mấy lần coi kêu nó sao, giờ mới boss nè. Đỉnh Sóc Sơn là hơi chữ hơi bị gân cương tí. Sau lưng có dòng phép luôn. Thánh giống. Sao thượng thiên kiếm để trong tay người, nếu muốn đi tiếp phải vượt qua ta. Nước là không né được.
Rồi trốn nóc luôn, anh làm gì với anh làm đấy. Bình tĩnh anh giống ơi. Kim cang bất hoại anh sao mà chơi. Thu kiếm về đi, ủa thu thương về đi. Cái giá đó. Trên dưới gì cũng không được vậy. Rồi, chém chém ba cái nữa. Rồi, cũng bị không thương. Đánh nghe keng 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 không à. Rồi chém lại ba cái. Chiên cái. Ẩu rồi. Đánh gì nào mới chết. Rồi đâm cái đi. Rồi thu về chém ba cái. Rồi đâm. Không, không chém nó làm gì nhau. Vậy là ngươi chọn chống lại ta. Trước khi ngươi trở thành một đối diện, chính tay ta sẽ kết liễu ngươi tại đây. Bây hai à. Đừng nói leo lên ngựa sắt nha. Tóc vàng đúng không? Rồi hình siêu giống tóc dánh này. Cái gì? Rồi xong bản demo. Chưa tới phase 2, chưa phase 2 là tôi hoàn thành nhập bằng nữa. Nào cái pop-up đi ra cũng chưa có full màn hình nè. Còn thiếu một pixel ở mấy cạnh, ba cạnh nữa nè. Cái này là anh em có thể để cái mà nút vô bút đòn vô cái mà game được luôn, đích vô thì nó hiện ra cái pop luôn. Nè vẫn còn cái bút đầu tiên là cái bút ở chỗ này nè, thiết lập nè đó, thì vô bấm bắt ra bấm vô thiết lập nó sẽ vô lại ngay cái thiết lập đó. Là anh em thiếu một bước. Khi cái nút bách này nó ghi mù tất cả các pha gạch luôn là sai. Khi nhấn vô đây nó chỉ ghi mù cái này thôi, nó sẽ quay lại cái bước ba cái điều khiển. Nè, giống như nút F chép vậy đó. Quay lại ba nút điều khiển. Cứ như nhấn cái nút này luôn thì sẽ bách thẳng ra ngoài. Khi thiết lập mình lại vô lại ngay đây thì nó là sai nha. Đó, mình dưới F chép nó mới ra được thôi. Tức là cái chức năng của nút F chép với mà nút F này nó không giống nhau. Thì tôi sẽ thử bằng ngôn ngữ tiếng Anh này. Tức là làm luôn rất là chỉnh chu nè. Đó. Cái chữ này là anh em phải vẽ tay lại thay luôn cái offset vô đó đó. Chứ không phải là dịch mỗi cái ký tự thôi nên làm rất là công sức. Cái lỗi thứ nhất là cái tone menu này. Cái lỗi thứ hai là mấy cái icon này nè. Với mấy cái dùng đất dư hồi nãy là gần trăm đốt rồi đó. Là vô đó mấy cái offset đó. Nó hơi kích thước nó hơi nhỏ nên thấy gân cưa rất là nhiều gân cưa luôn. Đó là cái lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ ba là anh em lắp mấy cái module offset khi ghép lại nó còn một cái đường ngang hiển thị không đồng bộ với nhau á, lâu lâu nó xuất hiện mấy cái dạch trắng trắng nè. Thì tôi sẽ đính kèm cái thời điểm ở dưới cái video để có gì báo cho ở nhà phát hành.
Đó, đầu tiên thì chỉ mới thấy ba cái bếp cơ bản thôi. Phần đồ họa thì làm rất là đẹp chỉnh chu, hiệu ứng cũng ổn nữa. Khuyết điểm duy nhất là cái bách giao nó hơi nổi quá. Bách giao nó nổi khiến là làm mấy cái nhân vật hơi khó nhìn. Chứ mà cái phần thứ hai trong cái gameplay nữa là cái khiêu dậm xuống. Phải nhảy lên với nhấn nút S thì luôn thì nó rất là gọn. Còn mình nhảy lên rồi phải nhấn nút S thì nhấn nút nhảy lần nữa trong cái lúc đó là phải thực hiện ba thao tác cùng một lúc. Nên cái khiêu đó hơi khó xài một tí. Thành ra thì cũng chưa có xài nhiều. Đó, thì tương lai là ba cái lỗi bớt với hai khuyết điểm gameplay đó thôi. Rồi. Game sẽ tự động save khi đến checkpoint. Rồi, bye bye. Thì trước mắt chỉ có mấy cái cơ bản đó thôi. Thì cũng kết thúc video tại đây. Hết giờ nghỉ chưa rồi? Ok, bye bye anh em.